nó mua về ăn chắc mớ nó còn gì nó không sống có đã phải không, cái đầu đây đi bỏ như kia kìa, bỏ vô bạn cái đó ngọt rồi mở lên mua thành tẩu cái phần gì đó tại mất mát lên cùng cái tấm gì vô Nó nhổ ra, mua ra đem cái đống đống sáu cạnh mà gãy gãy á. Thì mua rảnh tôi lên bỏ đi cho luôn chứ đâu đừng giỡn mà. Ồ, nhìn cây là biết của Lê Hiếu. Hồi xưa em theo dõi mà. Thôi rồi, theo dõi sao. Nên em dừng không không có sưu tầm nữa. Nhiều quá rồi. Dạ, nhiều quá rồi. Không có chỗ chở, không có chỗ trồng nữa. Giờ em dọn bớt rồi, em bán bớt rồi. Dưới này anh tự hủy sao anh? Bộ cắt ghép đi anh. Chắc cái bà cái ngọn quá cũng thương quá. Không ra bộ ông thương ngồi đi. Sao nên ra nó sợ ngồi rồi nó sợ ông thương á. Xử lý bộ bộ ông thương bên chỗ bán mấy bộ sơ ưu đãi nãy giờ chưa xong bộ ấy sợ bộ à. Chỗ đường cách mạng anh Tám á là chỗ em tám nó phải bộ không? biết như Quang Hùng Minh học lớp làm viên sở xuyên có cây full lim là cây đây một tí mình gặm tí thì ngại nó gặm này gặm vô là thôi giục luôn cái cây gì dần dần hết full lim mình lấy là làm gì không về cắt cái đầu ở cái đầu đâu đấy giục rồi hả để bị gì đó được có cái cái gốc mình hồi nó có tóc lột đem về bỏ phân chi vô mà chỉ cái gốc mập lên đi con nó cái một con mà một chồi giữa giữa lỗi mà chỉ đây cây tơ là với lại cây trô là mập rồi dữ nó dội bị đấy nè nó bị chấm chấm cái lẻo đó lẻo nó chịu lấy con đó. Lâm Minh đưa hồi nữa mại cây
Tôi vô thường để mấy tháng mới lại. Cá mồm nữa thôi, 2 tháng lên rồi cái bắt đầu từ dông à. 3 tháng bắt đầu lớn nhanh đi chứ, làm chi có. Vấn đề là nó nhảy không, mầm hay không. Cái không đụng vô hắn, người ta luôn để miếng, nó đều từ cái đầu luôn đó. Đừng kêu ta cắt trời. Bi sư mọi lấy về nhậu đạo trần. Mấy đảng trồng đang nhậu người nhậu ra rồi. Mưa là bi sư mọi gì mà lô bi nó là bi của em tàu về hay là bi trồng? Trồng. Sư mọi làm có trồng sư bi. Mà tự nhiên đem làm nhổ đồng ra làm phơi của nó rồi. Họ kêu nhổ để cho mất mất, đồng đem phơi.